Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan gốc nhìn Hoàng Dị Hùng. Ngày 27 tháng 12 năm 2020. Thưa quý vị, hôm nay tôi làm về đề tài máy bay Boeing 737 Max. Một đề tài những ai đi du lịch đi máy bay rất là lo âu và quan tâm. Theo Air Canada tức là hãng máy bay Air Canada đó là họ phải họ phải cho cái chuyến bay của một cái chiếc bay máy bay nó gọi là 737 Max bay từ ở bên Arizona để bay về phía Montreal thì phải lập tức hạ cánh ngay xuống dưới phi trường ở Tucson Arizona đó là bản tin vào ngày 25 tháng 12 năm 2020 vào lúc 4 giờ chiều. Thì theo hãng Air Canada thưa quý vị. Chiếc máy bay này vừa mới bay lên thì gồm chỉ có phi hành đoàn chỉ có 3 người thôi thưa quý vị. Và phi công. Nhưng mà khi vừa mới bay lên thì là phi công thấy rằng là có vấn đề trục trặc trong vấn đề mà cái engine máy của Boeing 737 này nên họ yêu cầu khẩn cấp đáp gấp và họ đã đáp chuyện này tưởng nó nhỏ nhưng mà thực sự nó lại lớn là thưa quý vị tại vì ai mà theo dõi cái vụ mà 737 MAX từ mấy năm nay thì mới hiểu rằng là nó tại sao nó quan trọng thưa quý vị Thì thưa với quý vị là khi mà cái chiếc máy bay đó gọi là số 2358 của Air Canada bay từ Marana, Arizona để bay về Montreal thì trên chiếc máy bay này á chỉ có 3 phi hành đoàn và phi công thì khám phá ra trục trặc thì họ phải đáp xuống khẩn cấp cả các cơ quan truyền thông báo chí của Mỹ thưa quý vị họ muốn hỏi Boeing về vấn đề này nữa thì Boeing không có trả lời vì sao thưa quý vị là cách đây không có lâu mới cái mấy ngày trước thôi thì bên phía của nước Mỹ đã chấp nhận cho bay lại 737 MAX chấp nhận cho bài bay lại. Nhưng mà nếu mà chấp nhận cho 737 bay lại đó thì cũng nói rằng là chứ phải điều chỉnh, phải sửa lại tất cả những cái gì mà cần phải yêu cầu mà của bộ FAA của Mỹ tức là bộ bộ hàng không của Mỹ đó thưa quý vị. Thì yêu cầu phải sửa chữa lại. Thì bây giờ đó là bên phía Canada họ nói rằng là Air Canada họ nói họ sửa chữa rồi nhưng mà bay cũng không được mà nếu mà bay không được á thì tất cả các chiếc máy bay Boeing 737 Max chắc là phải bị ground tức là phải cấm không được bay nữa, cấm không được bay nữa. Thưa quý vị giờ tôi mới kể câu chuyện của 737 đó. Cái lúc mà 737 đó thưa quý vị họ thấy bên phía của Liên Âu đó, chế tạo được cái Airbus đó, bớt nhiên liệu hơn. Bay bớt nhiên liệu hơn Và chứa nhiều chỗ ngồi hơn Thì Boeing muốn cạnh tranh mà Phải bán, bán thì cạnh tranh Thì hồi đó là Boeing có cái loại nó gọi là Boeing 737 thôi nó gọi là narrow body airliner lúc đó nó nhỏ nó cũng hay. nó bay rất, nó rất là hữu hiệu thưa quý vị 737 737 cũ á, là nó bay rất là hữu hiệu nó được gọi là third generation nó là 737 thôi. Nhưng mà khi thấy Airbus làm ít nhiên liệu hơn và rộng hơn để mà hành khách nhiều hơn. Thì công ty Boeing nó họ mới chế biến cái loại 737 cũ đó, dùng những cái cũ đó để thêm những cái cái kỹ thuật mà nhiên liệu nó đốt lâu hơn là điều thứ nhất cái thứ hai đó là họ làm sao để mà nới ra cho có nhiều chỗ ngồi hơn thì các hãng máy bay mới mua hãng máy bay mà có đó, sử dụng thương mại hành khách thì họ mua thì đó là cái ý nghĩ của họ Và họ đã chế tạo được Năm 2011 Họ tuyên bố Thì Tới năm 2016 đó Bộ FAA của Mỹ là Federal Aviation Administration đó, Tức là cái cơ quan Điều hành về Không gian của Mỹ đó và Hàng không của Mỹ đó Họ chấp thuận Cho sử dụng cái 737 Max và đầu tiên á, 737 Max á, là được đưa ra thị trường là vào tháng 5 năm 2017 cho một số hãng hàng không như là hãng hàng không đầu tiên là Malindo Air và Việt Nam cũng đặt uh, mua 737 Max nhiều lắm thưa quý vị chứ không phải không đâu Bamboo Jet là gì đó đủ thứ hết đó cho nên là đừng có nghĩ rằng nó không liên quan đến quý vị đâu trong tương lai đó là có liên quan đó. đi các cái hãng máy bay Việt Nam cũng đặt mua 737 Max thì 737 Max đã được đưa ra thị trường và đó họ tính là trước kia đó là nếu mà bay nhiên liệu bay là 3.215 thì có thể gia tăng lên tới là tới 3.825 tức là khoảng chừng 5.954 km thì tăng lên là 7.084 km tức là bay dài, dạ, bay xa hơn được và chỗ ngồi đó thì có thể là nới ra đó là từ 100 ba mấy chỗ đó thì có thể là nối nới ra thêm được hai ba chục chỗ nữa thưa quý vị nên là nhiều công ty họ thích mua Boeing 737 Max và tuần trước á, hãng Alaska Airlines họ tuyên bố rồi họ sẽ thay đi, thay thế hết tất cả những cái máy bay của Airbus bằng Boeing 737 Max họ sẽ nhận họ đặt thêm họ mua họ đặt thêm hàng rất là nhiều và bây giờ đến toàn thế giới tôi quý vị là tính ra như vậy nên là họ đã đặt nhiều đơn với 737 Max rồi họ đã đặt nhiều đơn với 737 Max Uh, nhưng mà đã 737 Max á, bị mang tiếng là có hai cái vụ tai nạn cái vụ thứ nhất á, là cái vụ Lion Air Flight 610 uh, và vụ thứ hai á, là vụ Ethiopian, Ethiopian Airlines bay 302 khi nó lên nó xong nó bay á, thì không biết sao á, là cái mũi nó chúi xuống dưới này nè mà rồi nó chú nó gập xuống cho nên nó mới gây ra tai nạn chết hết là đó là hai cái uh, tai nạn xảy ra vào tháng 3 năm 2019 à, đã làm chết người như vậy và người ta điều tra là có lẽ là cái lý do là Boeing khi mà chế tạo chế biến cái 737 cũ sang cái 737 mới là Max đó, thì cái hệ thống software nó không có khám phá ra được cái sức gió là gì đó nó làm cho cái mũi nó chuối tùm lum hết rồi hoặc là cái máy nó chạy nó trục trặc giống như cái trường hợp của Air Canada ngày hôm kia vậy nên à, bên phía của Mỹ á, là cấm không cho cái chiếc máy bay này bay từ cái hồi tháng 3 năm 2019 nhưng Cấm xong đó thì quý vị đã biết rồi Vào ngày 18 tháng 11 Năm nay nè Tức là Năm 2020 Thì bên phía của FAA họ nói rằng là Được rồi Bên phía của Boeing đã điều chỉnh Đã có những cái design lại cho đàng hoàng rồi Thì nếu mà những cái design này lắp vô Các cái máy bay cũ đó nhưng là cái software này lắp vô đó thì được bay cho nên họ đã lift cái ban tức là lấy cái cái việc cấm đó để cho các cái chiếc máy bay 737 Max bay. Và khi mà lift ban này ra thì lập tức anh Alaska Airlines là anh đặt anh nói là anh bay hết cái này và anh đặt thêm mua mua hàng mua hàng mới của Boeing 737. Và vì như vậy thế giới đang hào hứng. Nếu mà sau dịch Covid 19 rồi vấn đề đi lại trở lại đó thì 737 Max và cái uh, Dreamliner sẽ chắc là sẽ là rất là hiểu hiệu ai cũng mong như vậy hết tôi cũng mong đó thì đùng có một cái đó là ngày hôm kia đó chiếc máy bay của Air Canada đó mà hiểu cũng là làm bởi 737 Max đó. vừa mới bay trục trặc cái là thế là tất cả những người mà đi máy bay Cảm thấy rất là buồn và lo âu thưa quý vị Cảm thấy buồn và lo âu Chắc là FAA sẽ phải ground Tức là ng ngưng nó lại và để điều tra thêm Và sẽ phải có quyết định cho vấn đề 737 phải điều chỉnh như thế nào để bay chứ không không có mà trục trặc cái là tai nạn là chết chết hết chứ không phải là chết chết máy bay mà rớt là chết hết chứ nó có còn cái gì nữa máy bay là chết là chết hết đó là câu chuyện về vấn đề máy bay Max 737 đang xảy ra. Xin thông tin đến tất cả quý vị. Và góc nhìn của tôi. Hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.